Xin chào quý vị và các bạn. Đào Thất Thốn Lạng Sơn thì đang tràn ngập phố phường Hà Nội rồi. Tuy nhiên thì để tìm và chơi đào Thất Thốn chuẩn gốc Hà Nội thì phải đến tận các cái vườn của Nhật Tân. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại một cái khu vườn có cả nghìn cây đào Thất Thốn chuẩn Nhật Tân này. Hiện tại thì do thời tiết ở Hà Nội khá lạnh nên toàn bộ đào Thất Thốn đã được bê ra sân, không phải nằm ở trong phòng lạnh nữa. Đấy, đây là địa chỉ của vườn đào đây nha. Ngõ 264 Âu Cơ, Tây Hồ, chuyên bán và cho thuê đào Thất Thốn. Từ mấy hôm nay thì mình đi trên phố Hà Nội đã bắt gặp rất nhiều những cái gian hàng đào từ Lạng Sơn ấy. Đấy, gọi là đào Sapa, Thất Thốn, Sapa các kiểu. Cái loại đấy công nhận là nó nhiều hoa thật và mẫu mã cũng đa dạng nữa. Tuy nhiên thì mình vẫn đi tìm kiếm một cái gian hàng hoa đào Thất Thốn, đào Tiên Vua chuẩn gốc Hà Nội. Nên hôm nay mình đến tận cái khu vườn này để quay cho quý vị xem cái số lượng đào Thất Thốn ở đây nó nhiều khủng khiếp cỡ nào. Và công nhận là đẹp. Cây nằm đông loạt trong chậu gốm, thuần chậu. Đấy, gốc xù xì, đen bóng. Đấy. Và mình đã thấy có rất nhiều nụ chờ. Đấy. Để có thể bung hoa vào những cái ngày Tết sắp tới. Đấy. Đào Thất Thốn thì được coi là vua của hoa đào. Tuy nhiên thì cũng có người nói là hoàng hậu của hoa đào. Nói chung là đây là một cái loại đào hoa đào được ưa chuộng, đặc biệt là người Hà Nội. Quý vị có thể thấy cái sắc hoa đào đỏ thắm, còn nhụy thì vàng. Cây nó không nhiều hoa đâu, số lượng hoa khá ít. Tuy nhiên thì mỗi bông hoa nở trên cái cây đào Thất Thốn này phải nói là cực kỳ đáng quý. Mặc dù vậy thì mình vẫn chưa thấy một cái bông nào nở ngay trên gốc hoặc là trên thân cả. Có thể là chưa phải cái thời điểm mà, bởi vì là Hà Nội đợt này nó lạnh quá. Ở xung quanh cái vườn này có rất nhiều những cái nhà phòng lạnh ấy, có điều hòa. Nói chung là chắc là thời tiết chỉ cần nóng lên một chút là tất cả hoa đào ở đây được bê vào trong cái phòng đấy. Ở đây rất hiếm hoi mình bắt gặp một cái chậu đào Thất Thốn mà cực nhiều hoa như thế này, nụ chờ cũng nhiều. Cây rất đẹp. Với những người yêu bonsai thì nhìn cái gốc này rất là mê này. Gốc xù xì, đen bóng. Và những cái dáng thế của nó cũng rất đẹp, tự nhiên. Như cây này cực kỳ đẹp, nhiều nụ chờ này. Và hoa nó cứ lần lượt nó bung nở thôi quý vị nhé. Nói chung nếu nhìn bề ngoài thì đào Thất Thốn nó có vẻ nó hơi thô ráp với nhiều vảy xù xì. Tuy nhiên thì cái sắc hoa của nó phải nói là rất đẹp. Và theo mình biết thì hoa này cũng lâu tàn hơn với so với cái loại đào bình thường. Người ta nói thì cái loại đào Thất Thốn này là loại cây để dâng vua chơi Tết. Đấy. Tuy nhiên thì hiện tại nó đã được khá phổ biến ở Nhật Tân này rồi. Và có vẻ như là đào Thất Thốn đang thịnh hành trở lại. Ở Nhật Tân và Phú Thượng rất là nhiều đào Thất Thốn. Và quý vị có thể thấy cái đặc điểm chung của cả cái vườn đào Thất Thốn này là cây nó không được phát triển mạnh đâu. Cây nó lùn thấp và gốc nó xù xì, chứng tỏ là nó phát triển rất chậm. Cái điều khiến mình ngỡ ngàng nhất là cả một cái sân rất là rộng, hàng nghìn mét vuông. Và hiện tại là kín toàn bộ hoa đào Thất Thốn. Tất cả cây đều nằm thuần trong chậu, chứ không phải là đào lùm đánh đưa vào chậu để chơi mấy ngày Tết đâu. Tất cả đều được chăm sóc trong chậu cả năm trời, nhiều năm trời.
cây thuần. Và với cái số lượng cây như này thì chắc chắn cái giá thuê nó cũng rất là đa dạng. Như cái cây này thì mình có hỏi một cái anh đang chăm sóc ở đây thì anh ấy bảo giá thuê cây này là khoảng 25 triệu. Cái này là một trong những cái cây to và khá đẹp ở vườn này. Tất nhiên là sẽ giá sẽ cao hơn so với giá thuê của đào Lạng Sơn. Có nghĩa là phần nhiều những cái cây còn lại đây nó có cái giá thuê nó cũng khoảng từ 15 cho đến 20 triệu tùy cây nha quý vị nhé. Và nếu chúng ta đến sớm mà lựa chọn được những cái cây đẹp thì sẽ có cái giá nó tốt, chậu đẹp mà cây cũng đẹp. Phải nói là chưa bao giờ mình bắt gặp một cái sân vườn thất thốn to mà nhiều cây như thế này. Ở đây mình còn thấy một số những cây đào thất thốn phải nói là nó cỡ đại, nó rất ít thôi, có khoảng vài cây thì chắc chắn là cái giá thuê sẽ rất là cao. Đa phần là đào thất thốn ở đây là để cho thuê nha quý vị nhé. Bởi vì là nếu mà có bán ý, thì không chắc là người chơi có thể sẽ chăm sóc được cái loại đào phải nói là khá kén người chơi và chăm sóc như thế này. Đặc biệt là như quý vị thấy là những cái cây đào này phải được chăm sóc trong những cái căn phòng lạnh để nó kịp ra hoa vào đúng dịp Tết Nguyên Đán. Nói chung vài năm về trước thì khách chơi đào thất thốn thường là những cái người gọi là lớn tuổi một chút, hoài cổ, có cái phong cách riêng, hay là những cái người thường chơi sưu tầm đồ gốm, đồ cổ, đồ gỗ. Vì nó rất hợp với cái không gian trưng bày đào thất thốn này. Tuy nhiên thì nhiều năm trở lại đây mình thấy khách chơi đào thất thốn đã có cái xu hướng trẻ hóa rồi. Đây là một cái giống đào cần được bảo tồn ở Hà Nội. Tuy nhiên thì những cái mặt hàng của nó không đa dạng bằng đào ở Sapa, Lạng Sơn. Nếu quý vị có thời gian thì mình nghĩ là các bạn nên ghé qua những cái khu vườn đào thất thốn ở Nhật Tân hay là Phú Thượng. Đặc biệt là cái vườn đào mình đang đến này ở ngõ 264 Âu Cơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này.